em xin chào cả nhà mình nha à, ở cái video này cả nhà ơi hôm nay em sẽ có cái gì ta à, một cái video tại vì sao em lên cái video này cả nhà biết sao hôm bữa em làm vàng đỏ xưa á, mà em hết á cho nên là em không đủ cây để trả đơn cho cả nhà cho nên là em mới vào vườn em lấy cây về hôm nay em sẽ lên video nữa em để trả cây cho cả nhà nha hôm nay vàng đỏ xưa em sẽ lơ lên đơn như thế này đây cả nhà thì à, vàng đỏ xưa Đầu tiên là em bán vàng đỏ xưa mặt bông như thế này Và hôm nay em sẽ có hồng sắc pháo và vàng đỏ cầu thang luôn Mặt bông của hàng hồng sắc pháo nha cả nhà ơi đó, vàng đỏ cầu thang Đầu tiên em bán cái cây vàng đỏ cầu thang này đi Vàng đỏ cầu thang này em có một chậu như thế này Chia sẻ cho cả nhà Đây, một chậu như thế này nha cả nhà Cây này thì thực chất nó lại chỉ là những lại những cái phần gốc thôi nhưng mà nó đang nhú mầm như thế này. Cây vàng đỏ dòng Dendro thì đây là một cái cây mà cả nhà khai thác được khá là ok. Mặc dù nó xấu xí nó già cỗi cỡ nào hoặc là nó rụng lá hết thì cả nhà biết sao không, nó vẫn còn có khả năng đỡ lên nha. Đây cả nhà thấy không? Em cắt tỉa cắt tỉa nhưng mà còn những cái cọng già này em vẫn để hoài em vẫn để hoài mặc dù nó bị rộng lá nhưng mà em vẫn để hoài luôn á cả nhà nó vẫn lên bình thường thì hôm nay em lên cái chậu đầu tiên vàng đỏ cầu thang này cho cả nhà mình cùng siêu tầm em chia cái chậu này là 500 trăm ngàn cái này là cả nhà chỉ lấy lấy giống về nhưng giống thôi mầm nó đang lên là cả nhà thấy không bên đây nó đã dính một nhát cắt rồi có nghĩa cộng đầu là em dính em cắt một nhát cắt rồi và bên đây em cắt một nhát nữa thì ít bữa nữa ở những cái cộng này nó sẽ tức và nó sưng lên nè cả nhà em lột ra cho cả nhà cây dendro là một cái cây rất là nhiều mắt có thể khai thác nè cả nhà thường thường nó hay lên những cái mắt ngay chỗ này mắt mắt gạo ở chỗ này hoặc là những cụm sau vẫn còn mắt gạo những cái cụm sau này vẫn còn mắt gạo nha cả nhà nè mắt này cả nhà thấy không mắt nó nằm đây nè đó đó, một chậu vàng đỏ cầu thang Cả nhà yêu thích em mời cả nhà mình cùng chốt đơn Với giá là 500 ngàn Hết nha cả nhà, em chỉ còn có nhiêu đó thôi Đây là vàng đỏ cầu thang Mình có thể nghiên cứu Nếu như mà hợp gu mình hoặc là vừa túi tiền mình Mình có thể sưu tầm về mình chơi tham khảo nha cả nhà Đây, đó, ai sợ thì có thể chuyển khoản Gửi lại em, em chăm giùm cả nhà Bình thường nha Tiếp theo em sẽ có một cái cây hồng sắc pháo Hồng sắc pháo hôm nay em có một cái cọng siêu đẹp Nó tầm 10 tới 15 cm mà mặt bông như hình Tí nữa em sẽ cho cả nhà xem một cái video về hồng sắc pháo và bằng đỏ xưa nở luôn nha Hồng sắc pháo em chia một cọng đầu như thế này cả nhà Cái cọng đầu như thế này rất là đẹp nha Ủa cọng này à Rễ nó đang ra nè cả nhà Cộng này em chia sẻ với cả nhà là 379 000 Cả nhà yêu thích cái cộng hồng sắc pháo này em mời cả nhà mình cùng chốt đơn. 379 000 cái cộng hồng sắc pháo này nha cả nhà. Một cộng như thế này là 379 000 Cả nhà yêu thích em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Đây là cái cộng hồng sắc pháo. Đó là cộng hồng sắc pháo nha cả nhà ơi. Đấy cái cây những cái cây đen chớp này nói chung á em không có nhiều đâu cả nhà cái này em chỉ chơi sang kẻ kiểu như mình thấy cái bông của nó dày và nó xiên bông quá thì mình chơi thôi và em là chọn vô những cái mặt bông mà nào mà mình cảm thấy là ừ xiên bông với lại em thích cái vòi bông nó dài mà nó ra nhiều bông ơi là bông nhiều ơi là nhiều quá cả nhà nhìn nó mới đã đó còn những cái cây mà hơi thưa thưa bông thì em không có chơi với lại em bán là em cũng phải lựa cái cây nào phải cho thật chắc cú cả nhà có nghĩa là cây nó phải thật khỏe thật mạnh về cả nhà chồng thì khả năng sống nó mới cao nhiều anh chị chưa biết chồng á, thì cái trồng cây nó hơi lắc léo nó lâu hoa thôi chứ chết thì nó không chết đâu cả nhà cái này nó châu bò lắm nó chết thì chắc là có lẽ là nó sẽ không chết đâu Nói mà nó chỉ hơi lắc léo rồi nó sẽ lâu hoa thơ, hơn thôi em lúc đầu cũng vậy cả nhà chồng sao mà nó rụng lá hết trơn nó còn cái cùi không là cả nhà biết rồi à. cái gì rồi mình làm rồi là mình mới biết cả nhà mình không làm rồi là mình sẽ không biết nó chơi vậy thôi chứ em kinh nghiệm còn ít lắm em mấy anh chị và cô chú chắc cũng dày dặn kinh nghiệm Tại vì đa số ai cũng lớn tuổi Ai cũng chơi len lâu hết rồi <laughs> Tiếp theo có một cây vàng đỏ xưa cho cả nhà mình cùng sưu tầm nha Vàng đỏ xưa hôm nay em em lên lại trả đơn cho cả nhà nè Ai chưa có thì em mời cả nhà mình cùng chốt đơn Một cái cây mắt sân rồi nè cả nhà thấy không Mắc sân rất là đẹp Lựa cây đẹp để chia sẻ cho cả nhà Mắt sân cực kỳ đẹp luôn Đó cả nhà thấy không Rễ thì ra một nồi như thế này Rễ nó ra một nồi và dai của... <laughs> Sai em bán là từ 6 <laughs> 6 tới 8 xăng nha cả nhà. Nó tầm dao động cỡ đó đó. Nhưng mà em thích những cái dòng đỏ xưa mà nó ý là nó lùng lùng nó trục trục như thế này thôi chứ em không thích cây cao quá. Nhưng mà thường thường á, nó đẻ con lúc nào nó cũng sẽ phải cao hơn nó tại như cả nhà tại vì con lúc nào cũng bự hơn mẹ hết đó. đó. Anh chị nào thích siêu tầm cái cọng vàng đỏ xưa này thì em chia sẻ với giá 800 000 bảo hành mặt bông cho cả nhà nha. Mua ở đâu em không biết nhưng mà mua ở nhà em thì có sẽ có mặt bông cho cả nhà mình tham khảo mình thu cầm. À mình uh, sưu tầm. Vàng đỏ xưa có rất là nhiều mặt bông nhưng mà với nhà em thì nhà em sẽ bán theo một mặt bông này thôi nha cả nhà. Nó có rất là nhiều mặt bông luôn á nhưng mà em uh, nhà em sẽ bán theo mặt bông này. Ai à, yêu thích cái cây vàng đỏ xưa này thì mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. 800 000 nha cả nhà ơi. Em cho cả nhà mình à. bây giờ em sẽ cho cả nhà mình xem video một cái cây vàng đỏ xưa và cây hồng sắc pháo. Nở. Đây. Em mở video cho cả nhà mình cùng xem. Đó cả nhà thấy không? đó phi nở rất là cả nhà thấy không đó vàng đỏ xưa nở và hồng sắc pháo cả nhà thấy không cây nào cũng đẹp hết á cho nên hôm nay em sẽ lên cả nhà hai cây này cây nào vòi bông nó cũng dài hết trơn á Ai yêu thích hai cây này em mời cả nhà mình cùng chốt đơn nha. Cái cây hồng sắc pháo đúng ra chụp có nắng nó không đẹp bằng không có nắng đâu cả nhà. Mình chụp có nắng cái màu tím nó sẽ tươi hơn. Em thấy nó không đẹp bằng còn nếu mà để không có nắng thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, em mời cả nhà mình cùng ngắm. Vàng đỏ xưa nhà em bán là chỉ có một mặt bông này thôi cả nhà nha. Còn nếu mà vàng đỏ 5% hay là vàng đỏ cầu thang thì nó sẽ khác mặt bông á cả nhà. Rồi em mời cả nhà mình cùng chốt đơn Mình yêu thích một trong những mặt bông này Thì em mời cả nhà mình cùng chốt đơn nha Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha Đặc biệt vàng đỏ xưa hôm nay em về em, lấy về say múc cho cả nhà mình cùng sưu tầm nè Rễ nè Ai mà sợ rớt lá thì nên lấy những cái cây này về chơi Về chơi cả nhà Này ai trồng mà thiếu nước là nó hay bị rớt lá Hoặc là thiếu canxi nó cũng rớt lá Hoặc là cả nhà có thể inbox qua cho em Em có thể chỉ cả nhà cái cách mà mình đi phân thuốc Cho cây nó sao nó khỏe và nó đỡ rớt lá Tại vì cái thằng Dendro này là người ta kỵ nhất là nó bị hay bị rớt lá em cũng bị nhiều lắm cả nhà nhưng mà gọi là phần trăm thôi có nghĩa 10 cây thì cũng phải rớt một hai cây chứ làm sao mà không rớt hết được nói chung là do cái cách trồng của mình nữa cả nhà cái gì chứ rụng lá là do cách trồng cái thứ hai người ta nói là thiếu canxi si á em cũng nghe nói vậy thôi chứ lúc trước em trồng 10 cây rụng hết 10 cây lúc mà mới mới chơi cả nhà em mua một lô hai chục cộng mà hồng sắc pháo mà cả nhà biết cái cây hồng sắc pháo là nó 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 khỏe dữ dằn lắm á mà em trồng à nè cái lô đó là lô này em trồng nó rụng hết không còn một cái gì luôn cả nhà thấy không nói chung mà làm rồi mới biết sau này dần dần nó không có rụng nữa đó rồi em mời cả nhà mình cùng chút đơn nha bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha ai thích cái cây nào thì em mời cả nhà alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0989 214 119 để em chốt đơn cho cả nhà mình nha bye bye cả nhà mình nha